qua ùn dài không đi được, chờ phải 2-3 tiếng. Vừa nhiều cũng chậm, không đóng được hàng, với cả nhiều lúc phải đi trước. Hôm nay bọn em đi trước phải đi trước 2 tiếng này, 11 rưỡi đóng hàng, 9 rưỡi phải đi. Sợ tắc hôm qua, tắc đến tận mãi Kim Anh mà. Hôm nay đi nhanh hơn nhiều rồi. Để khắc phục cái việc này thì chúng tôi qua tuyến đường này, chúng tôi đã mở đến tối 3 các làn đường và huy động lực lượng kiểm soát tất cả các làn đường và anh Phúc. Bình thường đi một làn thì tôi có thể lưu lòng 3 làn đường, 4 làn đường để y tế và công an để kiểm soát, để cho nó giảm thiểu tối thiểu cái việc mà ùn tắc đi. Đấy, ngoài ra thì các phương tiện xe máy rồi người đi bộ về địa bàn cũng rất là nhiều, và anh em cũng đã kiểm soát rất là chặt chẽ. Nếu như qua địa bàn có thể cho biết cam kết, ngoài cái test xét nghiệm ra, viết cam kết là không dừng lại địa bàn để tránh phòng chống dịch bệnh ấy.